Cũng lâu lắm rồi, người hâm mộ Barcelona mới chứng kiến hình ảnh những công thần cộng cán của đội bóng phải đồng loạt ngồi trên ghế dự bị. Và trận đấu gặp Ajax cuối tuần qua, những Sergio Busquets, Sergio Roberto, Jordi Alba, Gerard Piqué đã phải ngồi lặng nhìn những đàn em trực tiếp thay mình chạy trên sân. Họ đều là bốn công thần, bốn cái tên lớn và hơn hết là những người mang tấm bằng thủ quân có tiếng nói trong phòng thay đồ. Có lẽ đã đến lúc đội chủ sân Spotify Camp Nou thực sự chuyển giao thế hệ. Đón tiếp đội chót bảng Angers trên sân nhà, Barcelona có màn thị uy sức mạnh của một gà khổng lồ trước một đội bóng tí hon. Chiến thắng hoàn hảo 3-0 mang đậm dấu ấn từ những tân binh. Nhìn cách Barcelona thi đấu, triển khai bóng, phòng ngự cũng như ghi bàn, các culé được chứng kiến một Barca trẻ trung, tràn đầy sinh lực, phân bố đồng đều cả ba tuyến. Có lẽ chiến thắng có phần hoàn hảo của những con người trẻ tuổi đã làm cho người hâm mộ quên mất rằng trên cái dự bị hôm đó có đến bốn công thần. Đội trưởng đang phải chứng kiến các đàn em trực tiếp thay thế vị trí của mình. Một hình ảnh có phần đượm buồn khi đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được thấy Busquets, Alba, Piqué ngồi dự bị cả 90 phút. Busquets, Alba, Piqué, Roberto đang dần lui về sau để nhường lại thời gian cũng như ánh hào quang cho những De Jong, Pedri, Gavi. Verin Busquets, đẳng cấp của anh vẫn là nguyên vẹn mặc cho tuổi tác có dần tăng cao. Nhưng nếu phải ngồi dự bị cho đàn em mình có nhiều thời gian thi đấu hơn thì tiền vệ người Tây Ban Nha cũng rất sẵn lòng. Vì anh cũng như bao người đội trưởng khác hiểu rằng thời gian cho thế hệ của mình đã đi đến hồi kết. Khi mà những thế hệ thuộc Gen Z như Pedri, Gavi đang làm mưa làm gió hàng tuần trên khắp các mặt cỏ châu Âu như mình đã từng làm trong thời kỳ đỉnh cao. Xavi không phải là không còn tin tưởng bốn gương mặt trên, mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha hiểu rằng mình cần phải làm như vậy để giúp đội bóng cũng như giúp những tài năng trẻ có nhiều đất diễn hơn. Sự tin tưởng mà Xavi đặt vào những Busquets, Alba, Piqué không còn nhiều ở trên sân mà sẽ được dành nhiều trong phòng thay đồ hay trong các buổi tập, nơi mà họ sẽ thể hiện được phẩm chất tốt nhất hiện nay. Đó là truyền đạt kinh nghiệm và vỗ vào mặt những người đàn em mỗi khi họ run sợ hay mất tinh thần trước những đối thủ mạnh. Chúng ta cũng thấy được rằng những người đội trưởng không chút phàn nàn khi phải ngồi dự bị, mà các công thần vẫn nở nụ cười, dành tặng đàn em mình những tràng pháo tay mỗi khi họ có được một bàn thắng hay một pha xử lý hay. Chúng ta cũng nên dần quen với việc những Busquets, Alba, Piqué, Roberto ngồi dự bị. Vì một gã khổng lồ như Barcelona thì danh hiệu là thứ không thể thiếu qua từng mùa giải. Vào đội bóng cần phải hướng về tương lai, xây dựng một nền tảng thật vững chắc cho sau này. Còn những chiếc móng cũ kỹ thì sẽ theo quy luật đào thải của tự nhiên. Busquets, Alba, Piqué và Roberto đều đã trải dài từ 30 đến 34 tuổi. Tuổi tác cũng khiến những công thần này không còn thường xuyên là chính mình trên sân. Đó là khi cơ thể và suy nghĩ đánh mất đi tiếng nói chung thường có. Những tình huống sai lầm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các tuổi xế chiều của các công thần này. Chắc chắn rằng vẫn sẽ có những người hâm mộ mong muốn được thay Busquets, Alba hay Piqué được ra sân và tỏa sáng nhiều như trước. Nhưng họ đang ảo tưởng khi sống trong thời đại của Messi, Ronaldo, Modric hay Ibrahimovic. Đây là những cá nhân kiệt xuất trong giới túc cầu, có lẽ trăm năm mới có một. Những cá nhân thi đấu bám trụ được với bóng đá đỉnh cao đến tận 38-40 tuổi như Ibrahimovic hay Ronaldo đều rất hiếm. Chúng ta không thể nào nhìn vào một cá nhân kiệt xuất để rồi mong muốn những công thần sắp hết đá ra sân thường xuyên được. Bên cạnh tuổi tác là một vấn đề nhức nhối khác, đó chính là động lực thi đấu. Khi mà những Busquets, Alba, Piqué đều đã có đầy đủ những danh hiệu đỉnh cao của bóng đá châu Âu lẫn thế giới trong hành trang sự nghiệp, và để họ có thể tiếp tục duy trì được mong muốn thèm khát ấy đến tận những năm cuối sự nghiệp quả là khó khăn. Bạn hãy tưởng tượng rằng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đều phải ra sân và chiến đấu cho một danh hiệu mà mình đã có rồi thì sẽ như thế nào. Chắc chắn không ít thì nhiều, cảm giác chán nản cũng sẽ nhàn nhõm xuất hiện trong cảm xúc. Và một lần nữa xin nhắc lại, không phải ai cũng là một cá nhân kiệt xuất và thừa khát khao chinh phục như Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó, những Busquets, Alba hay Piqué đều vẫn đang thi đấu nên họ không thể tùy tiện bày tỏ sự chán chường của mình ra bên ngoài. Vì họ biết rằng nếu làm như vậy, lớp trẻ sẽ nhìn theo và bị ảnh hưởng. Nên ngồi dự bị và truyền những đàn em cho mình sự khát khao từng có là điều hợp lý nhất vào lúc này. Khi mà bóng đá hiện đại đã mở sang một trang mới, nhưng khoảng trống ngày càng thu hẹp đi, một sai lầm nhỏ xuất hiện đều phải trả một cái giá rất đắt. Nên mặc cho kinh nghiệm,
sự thông minh trong lối chơi của những công thần có nhiều đến mức nào. Nhưng sự đi xuống nhanh chóng của thể lực sẽ khiến những công thần có phần già cỗi kia đánh mất đi nhiều thứ, không chỉ là thế trận mà còn là ý chí. Và từ đó, 90 phút đã từng rất ngắn đối với họ, nay lại dài như 100 năm. Một quy luật hết sức tự nhiên trong cuộc sống, và thế giới bóng đá cũng không nằm ngoài sự thật hiển nhiên đó. Barcelona đang chuyển giao, và chuyển giao rất mạnh mẽ là đằng khác, khi Xavi sẵn sàng đẩy 4 cá nhân có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ lên ghế dự bị. Nhưng những cái tên ấy không hề phàn nàn hay tỏ thái độ, vì trên sân ngày hôm đó là Pedri, De Jong, Dembele đã thay nhau gánh vác trách nhiệm của những người đàn anh. Những người trẻ, khát khao hơn, mang trong mình nhiều sức sống hơn, tốc độ hơn. Tuy nhiên, họ vẫn cần được dìu dắt đúng cách từ Busquets, Alba, Piqué và Roberto. Xavi nhìn nhận ra tài năng, cũng như cho những con người trẻ đó ra sân để chứng tỏ mình. Nhưng chính những Busquets, Alba, Piqué và Roberto mới là những người trực tiếp chỉ bảo các đàn em của mình trên sân tập lẫn khi thi đấu. Họ cũng là những người đầu tiên đứng ra bảo vệ, che chở đàn em của mình mỗi khi có va chạm trên sân, hét vào tai họ, sốc lại tinh thần họ, hay một cú vả vào mặt khi nhận ra những kết quả đáng tiếc trên sân. Những người đàn anh là như vậy, sẵn sàng che chở và bảo bọc cho em út, la mắng khi mà những Gavi, Pedri phạm sai lầm, cũng như nhẹ nhàng ôm tồn, động viên họ sau mọi khó khăn hay thất bại. Busquets, Alba, Piqué và Roberto, mỗi người đều mang trong mình những ký ức tuyệt vời về thời kỳ hưng thịnh của câu lạc bộ Barcelona. Họ gợi lại cho chúng ta một miền ký ức rằng Barca đã từng vĩ đại và khổng lồ như thế nào, khi những năm tháng hoàng kim của họ là dưới trướng của Pep Guardiola, Luis Enrique. Người hâm mộ, ngoài thán phục Messi, người ta còn phải trầm trồ, suýt xoa nhau về một cái thời Busquets khôn ngoan ở tuyến giữa. Cái thời mà một mình anh gánh vác nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, tiền vệ người Tây Ban Nha, điều tiết lối chơi, phân phối bóng, kết nối các tuyến và cân bằng luôn cả việc phòng ngự. Cũng trong những tháng ngày màu hồng đó, Piqué là một trung vệ hàng đầu. Anh đơn giản là không thể thay thế, bởi khả năng phòng ngự khôn ngoan và một cá tính mạnh mẽ, luôn biết cách bảo vệ đồng đội của mình. Còn Sergio Roberto, người hâm mộ sẽ chỉ nhớ lại cú remontada kinh điển ngay tại thánh đường Camp Nou, khi chính cầu thủ 30 tuổi là người ghi bàn quyết định giúp Barcelona sống lại thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chính họ cũng là những cá nhân đưa gã khổng lồ xứ Catalonia xuống đáy sâu của thất vọng. Những công thần trên đã trải qua tất cả kỷ niệm vui buồn khác nhau cùng với Barca, đoạt được mọi danh hiệu cũng như nhận lấy những thất bại muối mặt nhất. Vì vậy, họ đại diện cho một thời kỳ huy hoàng nhưng cũng không thiếu những nốt trầm. Đối với quy luật thành công rồi thất bại mà mọi câu lạc bộ đều phải trải qua, tự sinh ắt tự diệt, bốn người đội trưởng, thủ lĩnh mẫu mực của Barcelona đang sắp để đến chuyến ga cuối cùng của mình, khi mà hình ảnh ngồi dự bị của họ đang nói lên điều đó. Và những măng non, những tài năng trẻ cũng dần trưởng thành và sẵn sàng tự rảo bước trên hành trình của đôi chân mình. Khi mà những chiến binh già nua bắt đầu mỏi mệt, thì vùng ký ức cũng dần xuất hiện trong ánh mắt lẫn suy nghĩ của họ. Và có lẽ những Busquets, Alba, Piqué, lẫn Roberto đã sẵn sàng cho những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng cũng không kém phần tiếc nuối và đầy bi tráng mang tên Barcelona.